Thưa quý vị, khoảng 4 tấn nguyên liệu nước trái cây và bột trà sữa trân châu không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội thu giữ trong đợt kiểm tra kho hàng ga Giáp Bát diễn ra vừa qua. Tối ngày 26 tháng 12, đội quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với lực lượng an ninh công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra kho hàng E5 ga Giáp Bát. Lực lượng chức năng đã phát hiện trong kho có 293 thùng nước trái cây và bột trà sữa trân châu đóng gói do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ước tính số hàng vào khoảng 4 tấn nguyên liệu các loại. Chủ công ty vận tải Thành Danh khai nhận, lô hàng đang nằm ở kho là để chờ vận chuyển đi Đà Nẵng. Hiện số bột trà sữa và siro này đã bị tạm giữ để chờ xác minh làm rõ.